Đối nhân xử thế luôn được coi là chuẩn mực đánh giá sự khéo léo và là thước đo nhân cách của một con người. Trong mỗi chúng ta, việc hành xử và cư xử của mình có thực sự chuẩn mực hay không, có khiến mọi người xung quanh cảm thấy hài lòng hay mọi người lại nhìn về mình một ánh mắt khó chịu. Nếu có thể mua được khả năng đối nhân xử thế thì tôi sẵn sàng dốc hết hầu bao của mình, vì đây chính là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Việc thay đổi chính mình là một việc có ích. Muốn trở nên tốt hơn, hành động, cư xử một cách hoàn hảo là chuyện vô cùng khó. Theo thời gian, bản tính con người sẽ thay đổi. Sự trưởng thành sẽ giúp họ nhận ra rằng việc đối nhân xử thế là một việc quan trọng mà bạn cần phải học hỏi hàng ngày và ở ngoài đời. Chúng ta chỉ sống một lần trên đời, vì thế mỗi ngày trôi qua hãy cố gắng nhiều hơn. Những sự nỗ lực và cố gắng sẽ được đền đáp. Tôi nghĩ rằng chính bản thân tôi cũng cần tự nhìn lại mình. Suy nghĩ về thời gian đã qua, tôi tự nhận thấy bản thân có rất nhiều lần xử sự thiếu tế nhị. Cho đến khi tôi được biết đến cuốn sách từ một người anh, cuốn sách đã làm thay đổi cuộc sống của anh ấy. Quyển sách đã từng mang đến thành công và hạnh phúc cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Cuốn sách này hay nhắc mọi thời đại, đó chính là cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Nếu tôi được biết đến cuốn sách này sớm hơn, được đọc một quyển sách dễ cách ứng xử tốt thì có lẽ tôi đã khác đi rất nhiều. Khi bạn đọc Đắc Nhân Tâm, dường như mình cảm thấy mình đang hòa quyện vào thế giới của những người thầy, dạy cho mình những bài học vô cùng quý giá mà thầy đã trải qua trong cuộc sống. Dale Carnegie, tác giả của cuốn sách. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại tiểu bang Missouri. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với nghề bán hàng và diễn viên, nhưng không thành công, tự nhận mình là một trong số những người bất hạnh nhất New York. Bằng những sự nỗ lực vượt bậc của mình, ông đã được hàng triệu người biết đến và ngưỡng mộ tài năng xuất chúng trong nghệ thuật, hùng biên và khả năng thuyết phục lòng người. Ông đã dành cả tâm huyết cuộc đời mình để viết nên tác phẩm. Đây không phải là một quyển sách bình thường, nằm lặng yên trên giá. Đắc Nhân Tâm không đơn thuần là cách cư xử chỉ để được lòng người. Đó là một trong những cách nhận thức hình thành nhân cách con người theo những chuẩn giá trị. Quyển sách sẽ dạy cho ta cách cư xử sao cho đẹp lòng người nhưng cũng không thiệt phần mình. Điều đó đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh tế trong giao tiếp hàng ngày. Phần đầu của quyển sách là một nghệ thuật, ứng xử căn bản là một phần quan trọng mà các bạn cần biết đến. Ở nguyên tắc số 1 trong phần nghệ thuật ứng xử căn bản, đó là muốn lấy mật thì đừng phá tổ ong. Có nghĩa là chúng ta muốn có được mật ngọt, muốn có được sự yêu thương và sự tôn trọng của mọi người, thì đừng bao giờ chỉ trích và đánh giá một ai về bất cứ điều gì đi nữa. Còn người ta, ai sinh ra cũng muốn bản thân mình được tôn trọng. Nếu như chúng ta gặp ai cũng soi mói, lúc nào cũng mong muốn chỉ trích họ, thì không khác gì chúng ta đang chọc vào cái tổ ong. Bob Hover là phi công lái máy bay, trình diễn nổi tiếng ở Mỹ. Trong một lần bay thử máy bay của ông đã gặp sự cố. Nhờ kinh nghiệm và tài năng, ông đã đưa được máy bay đáp xuống đất an toàn. Khi trở về sân bay, ngay lập tức ông đi tìm người thợ máy đã phục vụ máy bay của ông. Anh chàng thợ máy trẻ tuổi đang lo sợ và hối hận đến mức vì đã không kiểm tra kỹ lưỡng. Khi Hover đến gần, gương mặt thất thần hoảng sợ của anh thợ. Có lẽ anh ta tưởng tượng ra rằng sắp có một cơn nổi giận lô đình và những lời mắng nhiếc thậm tệ. Nhưng không, Hover đã dùng đôi tay to lớn của mình ôm choàn vai người thợ và nói: "Tôi tin chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ lặp lại sai sót này nữa. Để minh chứng cho lòng tin của tôi đối với anh, tôi rất sẵn sàng nếu mà anh tiếp tục chuẩn bị cho chiếc F51 của tôi." Chính vì sự rộng lượng, có tâm hồn bao dung và thiết tha, tha thứ cho người khác của Hover để khiến cho anh thợ xúc động và cảm kích vô bờ bến. Chỉ trích là vô bổ, nó chỉ gây ra thái độ còn có thể trở nên nguy hiểm vì nó chạm đến lòng kiêu hãnh của con người, gây tổn thương tới ý thức và kết quả chỉ tạo đến sự tức giận và căm thù. Tức giận là bản năng kiềm chế được sự tức giận là bản lĩnh. Một người biết kiềm chế được sự tức giận trong mình, thay vào đó họ dùng lòng vị tha của mình để xoa dịu đi nỗi tức giận trong lòng mình mới là điều đáng ngưỡng mộ. Nhà tâm lý học lỗi lạc Hansley cho biết nỗi sợ bị lên án ở con người cũng lớn như việc khao khát được tán thưởng. Chỉ trích một người là việc không khó, vươn lên trên sự phán xét ấy để
cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại, ngày qua ngày tôi vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân trở nên tốt hơn. Nhờ những triết lý học của quyển sách đã khiến cuộc sống của tôi trở nên thật tốt hơn. Biết khen ngợi và cảm ơn những người đã giúp mình một cách chân thành, luôn mỉm cười trong cuộc sống. Dù ta có gặp những khó khăn ra sao, thân thiện với mọi người, mở lòng rèn luyện tính vị tha và bao dung, hãy luôn mang theo những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie trong suốt hành trình xây dựng cuộc sống của mình. Xem đó là những triết lý nhân văn và những bài học sâu sắc nhất. Đắc nhân tâm là một phép màu thay đổi một phần nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Hãy để phép màu ấy lan tỏa đến mọi người, sẽ giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ chúng ta bước đến.